Vâng, xin chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Tiếp tục một cái sản phẩm ở cái tầm tiền 475 triệu trước hai cầu đời 2019 Chevrolet Corrado đây quý chị nhá. Xe này thì rất là hợp lý và toàn bộ xe thì bên em Lợi cam kết không đâm xô tai nạn nhập nước máy số gì. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Và chiếc này là chiếc bản cao cấp nhất của chiếc Chevrolet Corrado đời 2019 phiên bản Hikochi nhé. Bản Hikochi thì được thêm bộ ghế da màu đen này, số tự động hai cầu, body kit này, rất nhiều đồ chơi nhé. Đồng sơn của chiếc xe khá là đẹp, xe màu trắng này, sơn xi đều màu. Anh em nào mà hợp màu hợp mệnh thì quan tâm chiếc xe này nhé. Lốp lắp rất dày và xe được trang bị la răng phay đây. Đấy, tất cả lốp này cực kỳ đẹp luôn, bậc lên xuống này, đến tay nắm cánh cửa của chiếc xe là nguyên zin. Xe được bác chủ lắp vai thể thao này. Và xe thì bên em Lợi có hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị nào có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Toàn bộ xe thì anh em có thể mang trách chấp bất kỳ đơn vị thứ hai, thứ ba. Đấy. Nếu phát hiện ra đâm xô tai nạn là bên em Lợi sẵn sàng bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý chị nhé. Đây, đồng sơn này, cản sau này đều rất là đẹp. Và đèn hậu của chiếc xe là đèn LED nhé. Đấy, phiên bản Hikochi này. Và gầm của chiếc xe đây, cổ bô cổ xá đây, đến lốp sơ cua này đều rất là đẹp nhá. Đấy, toàn bộ xe này nguyên zin hết và tay nắm cánh cửa kính đèn này đều nguyên bản hết. Đấy, bậc lên xuống này, giá nóc này. Đấy, anh chị em nào mà quan tâm đến các dòng xe bán tải thì bên em Lợi rất nhiều để phục vụ quý chị nhá. Hiện giờ bên em Lợi có khoảng tầm 30 đầu xe bán tải các loại và ngày nào cũng có mua xe giao dịch về. Anh em thích về cái dòng xe vừa làm ăn, vừa phục vụ công việc, vừa có thể đi lại trong phố đây, rất là hợp lý nhé. Hoặc sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Hoặc và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe nhé. Đồng sơn của chiếc xe rất là đẹp này. Tất cả các cái phần tay nắm cánh cửa keo chỉ zin nhé. Riêng keo chỉ anh em không phải lo, mất một phần em Lợi tặng 50 triệu luôn. Đấy, trần này, đến trải sàn này, ghế này, rất là đẹp nhé. Đấy, toàn bộ xe tay nắm tóc ly này, keo chỉ này, trước sau này đều rất là đẹp này. Lên xuống kính điện này, khóa tổng này, tay nắm mạ chrome, ghế lái chỉnh điện nhá. Tất cả các cái ghế của chiếc xe đều là màu nâu và chữ Hikochi này. Đấy, ghế lái, ghế bên phụ này, tay nắm cánh cửa tóc ly này. Vô lăng của chiếc xe này, tích hợp vô lăng đầy đủ, bóng khí trên vô lăng nguyên bản này, ốc tai bản lề này, bao xin hết toàn bộ cho anh em nhá. Bàn đạp phanh ga này. Số tự động hai cầu đây quý anh chị nhá. Đấy, củ số của chiếc xe này, màn hình được lắp thêm này, bóng khí bên phụ bên lái này, nguyên zin hết nhá. Gioăng cột này, nguyên bản hết toàn bộ. Rồi, nội thất ghế này rất là đẹp rồi. Bác nào mà thích những chiếc xe đẹp xe chất này. Đấy, ốc khóa bản lề này, tay nắm cánh cửa bên lái bên phụ đều mới kính quang luôn. Đấy. Này, toàn bộ cánh cửa này. Đấy, toàn bộ các cái phần đèn hậu của chiếc xe này, đèn LED này. Đấy, đường gần này còn rất là cong, tôn vỏ bóng tan luôn. Đấy, keo chỉ ra bên phụ của chiếc xe này không mất một phần, tất cả cánh cửa khung gầm máy số rất là đẹp. 475 triệu nhá, một chiếc xe Chevrolet Corrado phiên bản HC, bản cao cấp nhất. Toàn bộ keo chỉ này zin. Đây, khoang máy động cơ của chiếc xe đây nhá. Tất cả tai đầu răng này, đến phanh ABS nhá. Đấy, chỉ cabo này, cabo zin nhá. Toàn bộ xe hai bên tai này còn rất là đẹp, đến tem mác đầy đủ hết này. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5, máy mới nhá. Đây, từng cổ bô cổ xả của chiếc xe rất là sáng và mới này. Đấy, zin từng con ốc luôn. Đây em nhìn ốc của máy này, nó còn rất là đẹp đấy nhá. Đấy, chiếc xe mà máy nó rất là sáng và mới nhá. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn một chiếc xe Chevrolet Corrado 2019 số tự động bản cao cấp nhất, bản Hikochi. Đấy, chiếc xe này đang chào bán với giá là 475 triệu. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào, gặp lại quý chị bạn.